Trân trọng kính chào khán giả Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ hai, 5 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, ông Robert Hansen, cựu nhân viên FBI, một trong những người được coi là làm hại cái nền tình báo của Mỹ nhất, vừa bị chết ở trong tù sáng ngày hôm nay. Đó là theo cái thông báo của FBI cho biết và theo bản tin The Hill. Ông Robert Hansen trước đây là nhân viên FBI và làm gián điệp cho Nga cái thời mà Xô Viết, được tìm thấy chết ở trong nhà tù sáng thứ hai. Theo đài CBS, được cái thông cáo báo chí của nhà tù, ông Hansen khi mà nhân viên nhà tù vào thì không thấy ông động đậy ở trong cái nhà tù ở Florence, tiểu bang Colorado. Và nhân viên y tế đã tìm cách cứu ông, nhưng mà khi mang ông ra xe thì ông đã tắt thở. Đó là theo cái thông cáo báo chí của bà Christy Brescia, phát ngôn viên của nhà tù liên bang, cho biết như vậy. Thông cáo cho biết là nhân viên đã cố gắng tìm cách cứu ông nhưng không được. Ông Hansen năm nay 79 tuổi, bị bắt đưa vào nhà tù Florence vào năm 2022. Ông đã nhận 15 tội tình báo và gián điệp năm 2001 và bị tù chung thân, không được tha sớm. Theo hồ sơ của FBI cho biết, ông Hansen là một trong những người coi như làm hại nhất trong lịch sử mà của FBI khi mà làm gián điệp cho Nga. Ông sử dụng cái tên, cái biệt hiệu khác và cung cấp tin tức bí mật cho người Nga để đổi lại lấy 1.4 triệu đô la tiền mặt, rồi tiền trong ngân hàng và kim cương. Cái hoạt động gián điệp của ông là nó bắt đầu từ năm 1985, theo hồ sơ FBI cho biết như vậy. Thì đó là cái người mà, thưa quý vị, có thể nói rằng là nổi tiếng ở trong cái hoạt động tình báo của FBI mà bị bắt. Và coi như bây giờ người này, người ta chưa biết vì sao chết, chỉ thấy là ông bước vào trong cái phòng của ông thì ông đã không có còn gọi là coi như nằm bất động. Ở tại California, mới đây có công ty State Farm không bán bảo hiểm cho người dân vì cháy rừng quá nhiều. Thì ngày hôm nay, bản tin của CBS cho biết thêm một công ty nữa là OnState, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất của Mỹ, đã quyết định không bán bảo hiểm, coi như bảo hiểm nhà đất cho người dân ở California. Bởi vì họ nói rằng nó quá tốn kém vì các vấn đề mà cháy nhà ở đây trong những năm qua. OnState đã âm thầm ngưng bán bảo hiểm ở tại California cách đây vài tháng, nhưng không thông báo cho biết quyết định này cho đến thứ Sáu vừa rồi. Hiện nay tại California, OnState là hãng bảo hiểm lớn hàng thứ tư. Và gần đây theo cái con số vào năm 2021, họ kiếm được 4.3 tỷ đô la bán bảo hiểm nhưng bị bồi thường mất 2.6 tỷ đô la trong thời gian qua. Có nghĩa là thu vào 4.3 tỷ mà đền mất 2.6 tỷ thì coi như là không có lời nhiều rồi. Hãng OnState gửi cho CBS một cái bản tuyên bố hôm thứ Sáu cho biết rằng chúng tôi ngưng bán bảo hiểm cho khách hàng mới, đặc biệt những condo, những cái chính sách mà những cái căn nhà, những cái khu thương mại từ hồi năm ngoái, và chúng tôi tiếp tục là bảo vệ những cái khách hàng vẫn còn lại. Bây giờ họ cho biết cái lý do là bởi vì cái giá để mà bồi thường cho các căn nhà mới, các khách hàng mới tại California quá cao, là bởi vì có cái những cái chính sách liên quan đến cháy rừng và sửa chữa nhà cao hơn là cái giá mà premium mà họ đóng vô. Thành thử ra coi như State Farm và OnState họ ngưng không bán cái bảo hiểm mới nữa. Ở bên Nga, hôm nay là kỷ niệm mà ngày sinh nhật của một người bất đồng chính kiến, đó là ông Alexei Navalny, năm nay 47 tuổi. Ông là một người chống đối ông Putin và đang bị nhốt ở trong tù. Thì hôm nay đã có nhiều người đổ ra được các đường phố ở tại Nga và biểu tình chống chính phủ Putin, kỷ niệm cái ngày sinh nhật của ông này. Và trong một tuyên bố của bên chính phủ cho biết là coi như họ bắt là 109 người ở 23 thành phố tính đến 10 giờ 42 phút tối giờ Moscow, tức là 19 giờ 42 phút giờ GMT đó. Cảnh sát được huy động và họ ngăn chặn mạnh mẽ, bắt mạnh mẽ những người biểu tình và còng tay những người này biểu tình coi như ủng hộ ông Navalny. Trong khi đó thì ông Navalny trong một cái truyền hình khác ở trong tù, ông đòi hỏi là phải cho ông coi mặt trăng và phải có ánh sáng mặt trời rọi vô cho ông, tức là ông chọc quê chính phủ ông Putin, trong khi những người bên ngoài thì biểu tình ủng hộ ông. Và như vậy là họ đã bị bắt ngày hôm nay hơn 100 người.
liên quan đến tình trạng mà thưa quý vị căng thẳng giữa Nga à, giữa xin lỗi quý vị ở giữa Trung Quốc và Mỹ thì thưa quý vị cuối tuần vừa rồi chắc vị biết có cái chuyện là coi như xung đột căng thẳng khi mà một chiếc tàu của Trung Quốc định đâm vào chiếc tàu của Mỹ trong lúc mà hai ông bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc là ông Lý Thượng Phúc và ông Lloyd Austin của Mỹ gọi là choảng nhau ở tại đối thoại Shangri-La bên Singapore. Thì mặc dù tình hình căng thẳng như vậy nhưng mà ngày hôm nay thì Mỹ đã cử cái ông Daniel Kittenbrink là phụ tá ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á Thái Bình Dương sự vụ đi qua bên Trung Quốc và ông sẽ thăm Trung Quốc và New Zealand từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 6 này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết là ông Kittenbrink sẽ thảo luận một số vấn đề quan trọng liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đó là họ chỉ nói như vậy mà thôi, chứ không nói cụ thể cái gì. Cùng đi với ông Daniel Kittenbrink sẽ là bà Sarah Perran. Bà này là một người, là một thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia đặc trách về các vấn đề Trung Quốc và Đài Loan. Chúng ta biết là hai bên Mỹ và Trung Quốc trong thời gian qua rất căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan và thậm chí là cả các vấn đề khác đấy, trong đó có cả vấn đề Biển Đông và cả vấn đề Ukraine nữa. Cũng liên quan đến đề tài này thì ngày hôm nay bà Laura Rosenberger là một người đặc trách về vấn đề văn phòng Đài Loan của Mỹ. Trên thực tế bà giống như đại sứ của Mỹ tại Đài Loan. Thì bà cũng có mặt ở tại Đài Loan để giải quyết các vấn đề căng thẳng ở đây. Quý vị biết là Đài Loan không được thừa nhận. Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Nhưng mà Mỹ không thừa nhận Đài Loan là một quốc gia. Nhưng có quan hệ ngoại giao trên thực tế rất là coi như thân thiện. Thì bây giờ bà Laura Rosenberger này đi đó, thì kỳ này bà nói rằng là bà sẽ tìm cách làm giảm bớt căng thẳng ở đây. Bà sẽ gặp ứng cử viên tổng thống của cả ba cái đảng mà vào tháng riêng này sẽ có cuộc bầu cử. Đồng thời bà cũng gặp luôn cả bà tổng thống Thái Anh Văn. Chúng ta biết là đảng bà Thái Anh Văn là đảng DPP hiện nay đang thắng thế. Và cái người ứng cử viên bên đảng DPP là ông William Tai, cái ông hôm trước tôi kể đòi ăn cơm tối của Tập Cận Bình đó. Thì ông đó thì này ra tranh cử cùng với hai người khác nữa của hai đảng khác nhau, thì trong đó có một đảng là của Quốc dân đảng. Thì liệu bà Laura này làm được cái gì chúng ta chưa biết, nhưng mà đó là cái mục đích bà đi. Theo nhiều người đoán có lẽ là bà muốn kêu Đài Loan hạ hỏa bớt cái căng thẳng với lại chung quanh eo biển Đài Loan. Bởi làm như vậy thì nếu mà Đài Loan và Mỹ và Trung Quốc đều gọi là chém gió với nhau thì cũng kẹt cho Mỹ. Và hệ quả là chúng ta thấy là xém có cái chuyện mà tàu Trung Quốc đâm vào tàu Mỹ. Sang qua Việt Nam, thưa quý vị, thời tiết trong những ngày qua phải nói là dữ dội. Và vì quá nóng ở bên Việt Nam dẫn đến tình trạng cúp điện. Tức là gì? Khi mà nóng quá, người ta xài điện nhiều hơn, người ta mở máy lạnh. Tại sao nóng quá? Là vì vấn đề môi trường. Việt Nam thì nóng tới ba mấy gần 40 độ. Đó. Thì các cái hồ nó cạn, không đủ thủy điện. Thấy không? Rồi dầu thô mà mua vào để chạy nhà máy nhiệt điện đó, cũng không kịp. Bởi vì chở vì lý do nào nó kẹt. Rồi người ta xài nhiều hơn bình thường, bây giờ phải cúp điện. Đặc biệt các đô thị lớn người ta chịu không nổi, từ Hà Nội đó, nóng quá. Người ta trốn nóng bằng cách người ta vào những trung tâm thương mại ở Hà Nội, giống như bên Mỹ này. Mùa hè mà nóng quá đi vào trong mấy cái mall và mấy khu thương mại, thì bên Việt Nam thì cũng vậy. Ví dụ như phòng chờ trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên có hơn 100 người đổ về tránh nắng vào chiều 2 tháng 6. Theo đại diện trung tâm thương mại cho biết, những ngày qua quận Long Biên mất điện trên diện rộng khiến số người đổ về rất đông. Trung tâm mở cửa phòng chờ để hỗ trợ người dân có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống. Miền Bắc trải qua một tuần nắng nóng do tác động vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn. Nóng nhất là ngày 31 tháng 5 và 1 tháng 6, trạm Mường La, Sơn La ngày 31 tháng 5 ghi nhận 43,3 độ C, cao nhất trong tháng 5 từ trước tới nay, một ngày sau kỷ lục bị sô đổ khi nhiệt độ lên tới 43,8 độ C. Nắng nóng khiến lượng điện tiêu thụ tăng vọt, nhiều nơi phải cắt điện khẩn cấp để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống. Tổng công ty điện Hà Nội cho biết lượng điện tiêu thụ tháng 5 là hơn 75,4 triệu kW, tăng hơn 22,5% so với tháng 4. Thì đó là cái tình trạng mà nắng nóng ở tại Việt Nam do vấn đề môi trường gây ra. Và cuối cùng, thưa quý vị, một chuyện không thể tin nổi xảy ra Việt Nam là có người cụt hai tay vẫn được chứng nhận để cấp bằng lái xe. Và có những bệnh nhân nam được chứng nhận viêm các bộ phận của nữ giới. Đó là lời phát biểu của Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an, vào chiều 3 tháng 6 khi trả lời phỏng vấn phóng viên về tình trạng bán giấy ghi khống bệnh để trục lợi bảo hiểm. Đó, tức là bây giờ Việt Nam
người ta phát hiện ra có tình trạng là nhiều người, nhiều cơ sở y tế bán với giấy khống, tức là họ ghi sẵn vào đó luôn bệnh gì bán cho người khác, và người khác chỉ biết đưa tin, đưa tên vào. Người ta có những cái bệnh này để người ta xin nghỉ làm hoặc xin nghỉ hưu sớm để rút tiền bảo hiểm xã hội ra để họ xài đó. Thì bây giờ với tình trạng này thì ông Trung tướng Tôn Số cho biết là có một trường hợp là bởi vì cái lý do xảy ra là bởi nhu cầu khám sức khỏe của người dân rất cao, ngoài cái chuyện bảo hiểm ra họ có gì khám để đi học lái xe này, đi học tập này, xin việc hoặc là rút bảo hiểm đó, từ đó dẫn đến tình trạng tiêu cực hay vi phạm pháp luật. Theo lời ông Sô nói, dẫn chứng về việc bán giấy khám sức khỏe khống như sau: có những bệnh nhân nam được chứng nhận viêm các bộ phận của nữ giới, còn có người cụt cả hai tay vẫn được cấp giấy chứng nhận bảo đảm sức khỏe để cấp bằng lái xe. Ông Tôn Sô không nêu tình trạng một nhóm người muốn chạy tội đã mua giấy bán giấy chứng nhận tâm thần. Mới đây nhất, Trung tướng Tôn Sô cho hay Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ những người trong trường hợp khẩn cấp đối với 18 trường hợp và sẽ khởi tố trong thời gian tới. Qua khám xét, Công an thu giữ trên 130.000 giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội và 400 tờ giấy khám sức khỏe ghi khống kết quả nhưng chưa có thông tin người khám bệnh. Tức là ghi sẵn bệnh thôi, rồi chúng ta mua về chúng ta điền tên vô và điền tên không để ý luôn. Trong đây tôi để ý cụt hai tay vẫn được có giấy phép lái xe. Và đặc biệt nhất là bảo là viêm bộ phận nữ, thì tôi ngồi tôi quan sát, tôi nghiên cứu trên nữ với nam thì hình như họ giống nhau, họ chỉ khác nhau là bên có bướm bên không có bướm thôi. Thì như vậy là có người bị viêm bướm mà ông đó thì ông ghi tên ông vô, thì ông bị viêm bướm thì khi mà đi đưa vô nộp cho bảo hiểm xã hội ra hay là xin nghỉ bệnh mà ủa ông đâu có bướm đâu, ông viêm bướm, thì lúc đó người ta phát hiện là bán giấy khống chứ không ai mà ghi lộn như vậy. Cũng có thể ghi lộn nhưng mà sao nó nhiều đến như vậy. Câu chuyện rất là buồn cười, do Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam, trong cuộc họp báo chiều ngày hôm qua cho biết như vậy. Đó là những tin đáng chú ý trong phần điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào những kỳ sau.